Anh Trung chào các em. Đằng sau anh nó có cây thông Noel nè. Tới mùa Noel rồi. Thì hiện tại là bên Đan Mạch, anh thấy các bạn quay clip lại thì tuyết rơi rất là dày. Và nó sẽ có những cái rủi ro ở trong cái mùa tuyết rơi, nên tụi em khi mà qua Đan Mạch, hiện tại đang ở đó hoặc là năm sau tụi em qua trong cái mùa đông tuyết rơi, thì tụi em phải rất cẩn thận xem lại cái video mà anh có đăng năm ngoái, nói về những cái tip an toàn khi mình ở trong cái mùa đông ha. Tại vì cái trước giờ thì em chưa trải qua mùa đông, chưa trải qua tuyết rơi hay là chưa trải qua cái con đường nó đóng băng như thế nào thì rất là rủi ro khi mình té trượt, gãy tay gãy chân, nhập mông nhập đầu, nó rất nhiều cái, nên tụi em lúc nào cũng phải cẩn thận. Và đó cũng là cái chủ đề trong cái video ngày hôm nay, anh sẽ nói về những cái làm như thế nào để mình phòng tránh được những cái rủi ro rất lớn, rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng tới cái tính mạng của mình, cái cơ thể của mình, những cái phần ở trong tay chân đầu óc của mình. Tức là anh đang nói về những cái tai nạn nặng em ha. Và khi mà em biết là mình đi làm nông nghiệp, tức là mình làm tay, làm chân, đầu cổ mình, đầu gối, cùi chỏ, mắt cá, cái nào nó cũng có thể xảy ra tai nạn hết trơn à. Thậm chí là dập ngón tay, dập ngón chân, hay là đứt tay, đứt chân và đứt sâu nha em. Đó, hoặc là lìa luôn ngón tay, lìa luôn cánh tay, hay là đứt cái chân luôn. Anh phải nói cực kỳ nặng những cái từ mà nó rất là nặng như vậy á, để tụi em có một cái đầu óc cẩn thận, không chủ quan. Thì vì cái đó nó có thể xảy ra với mình khi mình làm việc trong môi trường là nông nghiệp, máy móc, động cơ và những cái con vật heo, bò, gà hay là những cái băng chuyền, thì cái đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và anh muốn là khi mà kết thúc 18 tháng thì tụi em đi sao? Tụi em về lành lặn như vậy. Và trước đây khi mà anh đi thực tập ở nước ngoài, ví dụ như anh đi Mỹ đi, không có ai nói cho anh mấy cái này nữa. Kỹ thuật như thế nào để mình giữ an toàn, mình nên làm sao để mình an toàn. Thành ra là anh không có bị tai nạn gì nặng, nhưng mà nó cũng để lại cho anh mấy cái thẹo trên cái mấy ngón tay của anh. Đó, xém nữa là đi hết luôn cái bàn tay rồi đấy. Đó, những cái thẹo ở đây nè. Đó, thì thành ra là trong cái video ngày hôm nay thì anh muốn nói sâu cái này một chút, để tụi em có cái biết cái cách, biết cái kỹ thuật làm sao để mình giữ an toàn trong suốt cái thời gian ở bên đó luôn. Lúc mà anh qua Đan Mạch, anh thấy là ví dụ như trang trại trồng trọt hay là trang trại chăn nuôi, họ cũng dùng những cái băng chuyền, dùng những cái máy. Và cái máy đó thường là những cái động cơ rất là lớn và rất là mạnh, thì nó mới lôi được cái máy đó đi, hoặc là vận hành cái máy đó. Nên là lỡ như tay chân mình thọt vô đó thì rất là dễ nó cuốn và nó làm dập tay là nhẹ ha, đứt lìa là thứ hai đó. Và thứ ba là mất luôn cái bộ phận đó, là nó rất là nguy hiểm. Anh chưa nói tới cái việc là tính mạng của mình đó. Thì làm sao để mình né được mấy cái này. Tại vì khi mà cái sự việc mà nó xảy ra tức tắc, là tính là tích tắc chứ không phải là tính bằng giây nữa. Cho nên là anh ví dụ như cái tay mình thò vào cái máy và cái máy nó quẹt qua một phát đứt ngón tay đi ha, thì nó chỉ xảy ra trong vòng 1/10 giây, 1/5 giây thôi à. Thì làm sao để mà mình cái đầu mình hay cái tay mình xử lý nhanh hơn cái chuyện đó để mà mình thoát ra được, rất khó. Anh có một ông chú, thì khi mà ổng là cái dân chuyên về làm nông nghiệp và ổng là chuyên về máy móc luôn, thợ máy, thì khi mà ổng nghĩ là cái tay ổng sẽ nhanh hơn là cái máy, nên ổng thò vô ổng giật cái dây cura ra khỏi cái máy nổ quay á, thì ổng thò vô ổng giật cái dây cura ra để cho nó tắt động cơ chẳng hạn. Thì ổng nghĩ là trong đầu ổng nghĩ là cái tay mình sẽ nhanh hơn, nhưng mà khi ổng vừa thò vô thì cái động cơ nó quay nhanh hơn cái suy nghĩ của ổng, nhanh hơn cái tay, cuốn cái tay của ổng vô luôn, cho nên mất mấy ngón tay đó. Thì làm sao, cái gì nó có thể làm sao để mình có thể nhanh hơn được cái tích tắc ở đây? Anh thấy rất là khó khi mà đụng vô cái tay chân của mình à. Vậy thì chỉ có một cái nó nhanh hơn được cái tích tắc 1/10, 1/5 giây, đó là cái trực giác của mình thôi em. Cái trực giác của mình đó. Và cái trực giác là gì? Nó thấy được cái chuyện đó xảy ra trước khi cái chuyện nó xảy ra nha. Cái này nó hơi trừu tượng một xíu đó. Nhưng mà ví dụ như thế này, mình đi qua đi ha, mình cầm một cái con dao lam lên ha. Anh ví dụ như đây là một con dao lam, anh không biết ở ngoài Bắc nó kêu là dao gì, nhưng mà con dao để người ta cạo râu á ha, cái dao lam nó mỏng như vậy mà rất là bén. Đó. Và khi mà mình cầm lên á thì khả năng đứt tay của mình nó là có. Nhưng một người có trực giác thì họ sẽ biết trước khi mà họ cầm cái con dao lam lên, họ thấy là họ sẽ đứt tay như thế nào rồi. Đó. Đứt có thể là cầm vô đứt cái ngón này, đứt ngón này. Đó. Nói đơn giản hơn là một con dao sắc trái cây rồi đi.
ha, một con dao theo dao Thái Lan sắc trái cây á, thì mình cầm lên là mình cũng biết là khả năng nó có thể đứt tay của mình rồi. Thì cái người mà có trực giác như vậy á, họ, trước khi mà họ cầm con dao thì họ biết và họ phải cầm con dao như cái thế như thế nào. Con dao nó thiết, con dao Thái Lan nó thiết kế là có một cái khuyết, thì cái ngón tay mình khi cầm vô thì cái ngón này nó phải đụng vào cái khuyết đó thì nó mới giữ con dao sự chắc chắn, và khi mà cắt xuống á, thì nó không bị trượt con dao và nó không có cắt lên ngón cái khác. Đó thì gọi là cái trực giác, và cái trực giác đó nó mới giữ cho em an toàn được. Đó, cho nên là khi mà em nào chưa có cái trực giác đó hoặc là chưa có cái thói quen mà mình an toàn thì á, trước khi mà em sang Đan Mạch em phải tập luôn cái này cho anh. Hồi trước hết những cái video anh nói, hay hết những cái cuộc nói chuyện anh nói, những cái lúc mà anh tư vấn anh nói là tập thể dục thể thao, tập công việc. Đó, thì đây là cái video mà anh sẽ nói về mình tập cái chuyện đó, là mình giữ cẩn thận, mình giữ an toàn. Mình nhìn đâu mình cũng phải biết là làm sao để nó an toàn. Trong đầu em cái câu đầu tiên đó là làm sao cái làm cái này an toàn đây. Ha, thì trước khi mà em qua nó, những cái máy móc mới, những cái thế đứng mới, những cái môi trường mới, hoàn toàn mình không có cái môi trường ở Việt Nam để mình thực hành cái chuyện đó, thì mình phải thực hành cái chuyện là cái trực giác của mình. Làm sao để mình nhìn vô một cái gì mới, mình biết cái đó là có an toàn hay không, và mình biết cái đó là mình nên tập sao để cho nó an toàn. Thì mình tập sao em? Thì ở Việt Nam á, em tập cho anh em phải hình thành cho mình một cái thói quen, đó là lúc nào cũng cẩn thận. Ví dụ như anh đi, anh cầm cái ly nhựa lên á, thì anh có thể là anh thấy là nó khó rớt xuống. Nhưng mà khi mà anh cầm ly thủy tinh á, trước khi mà anh cầm cái ly thủy tinh lên thì anh biết nếu mà nó rớt xuống, nó bể ra, nó làm mảnh vỡ, nó có thể đứt tay đứt chân mình, hoặc là người khác đi sau người ta dậm lên đứt tay đứt chân. Thì lúc nào mà anh cầm một cái ví dụ như đây là cái ly thủy tinh đi, thì lúc nào cái ngón út của anh cũng để dưới đây hết trơn à. Đó, anh để vậy nè, thì nó không, nó rất khó rớt, nó vẫn rớt được, nhưng mà nó khó hơn là anh cầm như vậy. Có thể là nó trơn tuột hay là ISO vô cái rớt, nhưng mà lúc nào anh cầm lên anh cũng để vậy. Đó, thậm chí cái chén cơm mình cũng để vậy luôn, tại vì anh biết khi mà nó rớt xuống nó bể thì nó sẽ đứt tay đứt chân mình. Đó, thì những cái thói quen như vậy mình sẽ tập, mình tập qua những cái nhỏ nhỏ nhất. Anh ví dụ như cái cửa xe ô tô đi, xe hơi đó ha, thì cái cửa xe đó khi mà nó đóng lại, nó hút, nó có một cái lực hút rất là mạnh, và cái tay mình để cái cửa đó nó đập vô phát đó, là giật ngón tay liền. Đó, cho nên là khi mà anh thò vô anh mở cửa ra, xong trước khi anh đóng lại là anh phải biết là cái tay anh không có để vô đó rồi ạ. Và anh cũng phải nhắc những người xung quanh là cái tay coi chừng bụng ở đây nó dập nha. Khi anh thấy an toàn rồi thì anh mới đẩy cái cửa cho nó dập lại, nó là cái, nó đóng cái phọc lại đó. Và ví dụ như mình đi ra đường đi, thì em ra đường xong thì em biết là sau lưng mình lúc nào cũng có xe đi tới á. Ví dụ như mấy người đây nè, họ đi tới giống những xe hơi hay là xe máy đi tới á, thì mình biết có khả năng là nó sẽ tông vô mình, đúng không? Thì mình phải đi sao đó, mình vừa đi sát trong lề, xong rồi mà lâu lâu mình quay lại mình coi, mình ngó, và mình không bấm điện thoại nhà, mình không có sao lãng, tại vì mình biết thế nào nó cũng có khả năng nó cũng tông mình, thì mình phải tập trung vô cái chuyện là làm sao nó an toàn để nó không có tông mình đằng sau lưng. Cái ví dụ thêm đi ha. Ví dụ như là mình ngồi trong một cái quán, dù anh ngồi quán này đi, giờ anh thấy mà trên đầu mình nó dây điện lằng nhằng rồi nó cũ kỹ đó, nó có khả năng nó rớt vào đầu mình á, thì anh không có kiếm chỗ đó anh ngồi, anh đi qua cái bàn khác anh ngồi. Cái chuyện đó nó khó xảy ra, đúng không? Nhưng mà nó có thể chứ không phải là không thể. Nên là cái đầu mình á, nó phải thấy được cái chuyện đó trước khi mà chuyện nó xảy ra. Tiếp theo nữa, để anh làm thêm một số cái ví dụ nữa để cho em hình dung nó rõ ha. Cái máy móc nó đang hoạt động đi, ví dụ như là em đi ra mấy tiệm gara xe ô tô á, sửa xe máy, sửa xe hơi đó, cái máy Cora, rồi cái máy động cơ, cái motor, cái máy bơm nước nó đang quay đó, thì mình nên tái máy, mình ngồi gần đó hay không, mình có nên thò tay thò chân vô, hay là mình đi đứng sau để cho nó an toàn, để mình khỏi ngã vô chuyện đó không. À, mình ngã vô máy cái nó quay, nó cuốn mình vô, nó ít nhất là nó là bầm tím mình nữa nè, xong rồi nó cuốn thịt mình vô, cuốn tay cuốn chân mình vô, thành ra là mình né nó ra ha. Mà đứng thì sao cho an toàn, một khoảng cách an toàn, đứng cách xa. Anh ví dụ như một số cái người, người ta rửa xe em cầm cái vòi xịt rất là lớn nè, mình biết là mình phải đứng cái chỗ mà người ta không xịt ướt mình rồi, nhưng mà em phải nghĩ cao cấp hơn một xíu, là nghĩ làm sao mình đứng vậy á, đứng chỗ nào mà không xịt vô mắt mình, rất là đuôi mắt mình luôn, tại vì công suất nó rất là mạnh. Đó, thì mình phải tìm cái chỗ đứng, mình đứng sau người xịt, hay mình đứng chỗ cái khác, mình không đứng chỗ gần cái máy nó có thể là nó nóng, nó tỏa nhiệt không, mà nó bùm. Đó, em thấy không, thì nó có nhiều cái để mà em tập lắm. Đó, và anh đưa ra một số cái ví dụ để em biết là mình, nếu mình rèn luyện được mấy cái chuyện đó, thì trong đầu mình nó thành một cái trực giác, nó có một cái thói quen là mình nhìn đâu mình cũng phải biết làm gì cho nó an toàn. Và khi mà em qua Đan Mạch
bước chân xuống sân bay về tới trang trại ngày mai đi làm á, em nhìn cái máy đó người ta chỉ cho em rồi, em nhìn cái con bò đó, em nhìn con heo đó, em nhìn con gà đó, em nhìn cái băng chuyền đó của trang trại trồng trọt đó, em biết là nếu như mình đứng cái chỗ này nè, trong đầu em nó tự nó suy nghĩ em, chứ không phải là em suy nghĩ nữa, trong đầu em nó sẽ tự suy nghĩ được luôn. Khi mà em có cái thói quen, khi mà em có cái trực giác đó, em rèn ở Việt Nam hết 100 cái sự việc rồi đi ha, ví dụ như cầm dao lam, cầm dao Thái Lan, đi ngoài đường, gặp cửa xe ô tô, trong gara xe, chỗ người ta xịt nước, chỗ người ta làm động cơ máy móc, chỗ ngồi không an toàn, cái ghế em ngồi nó bập bênh, cái bình nước, cái vòi nước nóng lạnh em đó, mình uống cho mình có thể phỏng lưỡi đó. Ví dụ như anh đi, anh mới mua cái bình lọc nước cho ba má anh, thì á anh biết là nếu mình mua cái bình lọc nước Kangaroo hay là Sun House mà nó có hai cái vòi, một vòi nóng một vòi lạnh, thì có khả năng đó ba má mình quên đó, tại vì người ta lớn tuổi rồi, xong rồi có khả năng ba má mình quên, xong rồi lúc mà uống á khát nước thì lúc đó nó cái mình vặn nước ra xong mình uống ực vô á, nó nhanh quá, nó có một giây à, nó có nửa giây à, mà lúc đó cũng chưa suy nghĩ được là cái vòi này nóng hay là lạnh, quên mất tiêu. Và người lớn nó càng quên nữa, thì khi lỡ vặn cái vòi nóng đã uống vô phát là bỏng lửa liền, anh không muốn chuyện nó xảy ra, cho nên á là anh mua cái bình lọc nước á chỉ có một cái vòi lạnh thôi à, một cái vòi nước nguội á, để cái chuyện đó không xảy ra luôn đó. Còn ba má mình uống nước nóng á, mình nấu lên hay là mình có bình thủy mình đã nấu sẵn trong đó, là ba má anh đã quen cái chuyện đó, làm ở đấy chuyện đó hàng chục năm nay rồi, chế nước cho bình thủy là quen rồi, nên anh không có sợ là bình thủy sẽ làm phỏng cái miệng, phỏng cái lưỡi ba má anh đó. Thì em thấy không, khi mà em tập đủ nhiều cái ví dụ, nhiều cái sự việc em tập đủ rồi đó, thì trong đầu em tự nhiên tới lúc đó em sẽ biết cách làm sao cho nó an toàn nhất nó. Thì quay lại câu chuyện là khi mà em qua Đan Mạch, em có cái mindset đó, em có cái tư duy đó, em có cái trực giác đó, em có cái thói quen đó, thì khi mà em đứng vô trong cái máy đó em biết làm sao để an toàn luôn. Thì chỉ có cái chuyện này, chỉ có cái cách này nó mới làm cho em an toàn được khi mà em tham gia vào công việc lao động tay chân nhiều hơn là trí óc, đúng không? Đó, thì khi mà em vừa tay chân mình giỏi nhưng mà đầu óc mình còn phải lanh nữa. Thì thành ra nếu như em áp dụng cách của anh thì có khả năng rất cao em sẽ giảm thiểu cái rủi ro của em xuống cái mức thấp nhất. Anh không có muốn là em qua đó xong cái em về em còn có cánh tay hay là em còn có cái chân, anh phải nói những cái từ nặng nề như vậy để em thấy cái sự nguy hiểm, sự quan trọng của nó. Tại vì cái xác suất của nó tầm khoảng 0.1% nó xảy ra em. 100, 500, 1.000 sinh viên mới có một bạn bị à. Xong mấy bạn kia bắt đầu thấy lo lắng, mấy bạn mới cẩn thận hơn. Thì trước khi mà để người khác bị hay là mình bản thân mình bị, mình mới cẩn thận, mình mới chú ý an toàn, thì tại sao mình không làm trước cái chuyện đó luôn? Nếu em xem được cái video này á, em nên xem đi xem lại nhiều lần và em tập theo cái mà anh bày. Xong rồi em thấy bạn bè nào của em, người thân của em á, em cũng chia sẻ cho họ cách này luôn, hay cho họ xem video này luôn để mà họ tập cái chuyện đó. Như những người em trong nhà anh, những người bà con trong nhà anh, những người thân của mình, của anh, bạn bè của anh đều nói chuyện này hết. Anh thấy họ mà trước giờ không có tính cẩn thận an toàn là anh đều nói hết à. Để họ biết cái phương pháp để họ làm. Ha, thì cái thói quen nó sẽ hình thành lên cái tính cách của mình em. Tính cách xong rồi nó vô cái trực giác, xong rồi nó vô cái con người mình, nó thành cái con người mình. Đó, thì đi ra ngoài đời á, đi ra đi làm, đi học, đi chơi, ABC các thứ là em lúc nào em cũng tự tin. Vì em biết là em hành động như thế nào, em lời nói em như thế nào ha, em cư xử sao, em đi đứng sao, nó an toàn cho em. Cái này rất là quan trọng nha em, một kỹ năng này rất là quan trọng, trường lớp mình không ai dạy luôn. Bản thân trước đây không ai dạy anh bị tai nạn trong lao động nhiều quá rồi. Đó, thì sau này anh phải rút ra một cái kinh nghiệm thôi à. Đó. Mấy người ta đi, người ta đi qua người ta nhìn anh lúc anh đang nói, đó không quan trọng. Anh thấy rất là vui nữa, có người sau nói cho tụi em đỡ chán, chứ coi mặt anh Công nó hơi chán. Ok, anh tóm tắt lại ha. Cái video này nói về cái chuyện là làm sao để mình an toàn lao động và mình không có bị ảnh hưởng gì hết, rủi ro trong lao động nó giảm xuống mức tối thiểu bằng cách em phải thực tập trước những cái thói quen làm cho em lúc nào cũng có trực giác, lúc nào cũng biết giữ an toàn, lúc nào cũng biết phân tích. Khi mà em làm cái thói quen giữ an toàn, suy nghĩ ra cách an toàn hay là làm cái gì đó cho nó cẩn thận, thì nó ăn sâu vô trong cái não của em, ăn sâu vô trong cái tiềm thức. Và tới khi mà cái sự việc nó xảy ra 1/10 giây đó, thì cái tiềm thức em nó gợi ra và nó cho em chỉ cho cái tay chân em đi đứng làm sao để nó không bị cái chuyện đó. Thì đó là cái cách mà anh thấy mà hay nhất trong cái bối cảnh là em là một người sinh viên đi qua đó làm lao động nông.
thực hành. Và anh hy vọng là video này sẽ giúp cho em thiệt là nhiều, giúp cho em rất là an toàn. Và em đi qua sao em về trở về như vậy, lành lặn, khỏe mạnh, có nhiều cái bài học, có nhiều trải nghiệm thú vị và phát triển được cuộc đời của em mãi mãi về sau. Anh Trung chào các em và hẹn gặp lại các em trong những cái video kỹ năng tiếp theo.